Sốt artiso đỏ này có gì ngon mà hấp dẫn dữ dạ? Thôi để nói cho mà nghe nè, ngoài cái công dụng trét lên cái bánh mì sandwich ăn trực tiếp á, thì sốt artiso đỏ còn pha chế được nhiều cái thức uống khác nghe. Muốn biết công thức á, thì inbox bên dưới đi rồi tôi chỉ cho. Sốt artiso đỏ kẹo sệt này còn pha được nước uống mà còn ngon nữa, nếu như kết hợp với trà artiso khô và bông mứt artiso nữa đó. Pha uống tại nhà thì đâu có cần gì cầu kỳ đâu đúng không? Chỉ một ít nước trà artiso khô và 2 muỗng canh đường nước, sau đó để đá vô và trang trí lên trên đó là mứt artiso kẹo sệt và 2 bông mứt artiso là ra được một ly nước ngon lành rồi. Cái sốt artiso đỏ này hay dữ lắm nghe, ăn với bánh mì sandwich là ngon đại tài luôn á. Cuốn dữ lắm luôn, cái vị nó chua chua ngọt ngọt, ăn cùng với bánh mì sandwich mềm thơm sữa nữa là còn gì bằng. Rồi thêm một ly artiso mà tôi mới chỉ mấy bạn làm lúc nãy á. Ta nói nó ngon vừa gì, chưa chưa nóng nực là một ly artiso gồm có nước trà, bông khô artiso và sốt artiso đỏ và mứt artiso đỏ này thì còn gì bằng nữa. Bông mứt artiso này á là có thể chấm với muối ăn được luôn á nghe, ngon dữ lắm mấy bạn thử chưa, ăn bắt dữ lắm đó.